Ủa sư ơi, mình là hồi xưa là sư ở tu ở chùa nào? À, con không có chùa. Dạ. Con không có chùa. Không có tu trong chùa. Dạ. À, là bây giờ là sư đang đi hướng về Đắk Lắk nha. À dạ, con hướng về Đắk Lắk. Trời ơi, cái này là sư cầm theo nồi cơm điện như đó hả? À dạ, cái này để con xin cơm. À. Dạ. Cái bộ cà sa của sư là sư tự may. À dạ. À. Con nhặt vải được. Là sư tự nhặt vải vậy sư Mai hả sư? Dạ, nhặt vải ở trên đường á. À. Nghĩa địa rồi đông rác đó. Trời ơi, vậy là những cái bộ đồ này là từ ở trong nghĩa địa hả sư? À vâng, cả trên đường đó, cả rác đó. Dạ. Ừ. Rồi sư giờ là không mang dép luôn. Dạ dạ. Dạ. Bữa đây con... Cái này là sư theo kiểu là phái Nam Tông đúng không? À dạ, con học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, chứ dạ. Nam Tông cũng giống giống như thế này. Dạ, ừ, là giống như là kêu là Nguyên Thủy. À dạ, theo Apada. Dạ. Con giờ đi Lạng Sơn. Đi đâu? Đi Lạng Sơn. Đi Lạng Sơn hả? Dạ. Ủa sao nãy mới sư mới nói đi đây Đắk Lắk mà giờ đi Lạng Sơn rồi? Đi Đắk Lắk rồi về đó rồi lại đi sang Gia Lai rồi lại đi tiếp tiếp. Ồ vậy con cũng đang về Gia Lai đây. Hôm nay sư đủ duyên gặp sư. Là đi tới nhưng mà bữa nay phải tới Đắk Lắk đã. Tới được ngoài kia. Rồi sư về đi vậy là sư có quá duyên không? À có chứ, xin cơm. À xin cơm đi tới đâu mà xin tới đó. Xin nước bánh trái họ bố thí. À vậy đó hả sư? Tiền con không có lấy. À tiền là không lấy. Dạ con chỉ ăn ngày một bữa buổi sớm thôi. À đi khách thực họ bố thí thì dùng thôi. Dạ thì chư sư tu như vậy thì thường thường á thì bà, như con rồi kêu là Nguyên Thủy lại là Nam Tông. À dạ. À, là xin ăn một ngày một cử. Dạ. Đúng giờ ngọ sư ăn đúng không? À vâng, buổi sớm chứ cũng khi nào họ bố thí đủ thì dùng. Dạ. 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 Chứ cũng không phải là chờ giờ trưa hay là gì cả, cỡ 7-8 giờ cũng dùng rồi. Dạ. Yeah. Ủa sư ơi, mà sao mà cơ duyên sao mà sư lại xuất gia mà sư phải xuất gia kiểu lang thang như vậy thôi? À con cũng không biết được, đây là cái duyên nhân quả thôi. Cái duyên hả? À? Cái nhân duyên nó như thế thì mình cũng học tập thôi, nhưng mà cái này là cái điều tốt. Dạ. Yeah. Thấy nó hạnh phúc. Dạ. Yeah. Học tập được cái, chủ yếu con đi trên đường này con học tập cái đạo đức, cái đi bộ. Yeah. Với lại cái cuộc sống... không có nhà, không có chùa. Dạ. Ở lang thang chỗ này chỗ kia rồi giờ đang trẻ khỏe thì lo học tập đó. Dạ. Đến khi già rồi chắc cũng chả đi được. Nhưng mà còn thở ngày nào còn trẻ khỏe thì đi ngày đó. Sư hay quá. À, à. Nghe sư nói mà con nghe thấm quá. À, dạ. Dạ thì theo như lời sư nói thì bây giờ là sư. Theo giờ là sư là tự giác tự đi là nay là được bao nhiêu năm rồi sư? À dạ con đi xuất gia năm 2015 nhưng mà ở chùa mất 2 năm. Ở chùa 2 năm. À xong rồi con bỏ chùa rồi ra đi được 4 năm rồi. Dạ vậy dạ. Là tính ra bây giờ là sư từ ngày xuất gia tới giờ là khoảng 6-7 năm rồi. Dạ dạ. Dạ. Mà ngày xưa mình tu trong chùa mà sao tự nhiên bây giờ mình phải bỏ chùa mình đi cái nhân duyên mình không ở cũng giống như là mình ở nhà vậy đó. Dạ. Mình đang yên đang lành thì bỏ nhà đi vào chùa. Dạ. Bỏ nhà đi vào chùa thì rồi một thời gian này cũng bỏ chùa đi thôi. Dạ. Chứ cũng chả thăm đắm gì trong chùa nữa. Giống như là mình cái xác trần của mình không dướng bận cái gì nữa ha. Dạ cái nhân duyên nhân quả chứ. Dạ. Dạ. Rồi sư hay quá. Nên là mình cũng vui vẻ thôi. Dạ. Bây giờ là sư đi tới đâu là con thấy vòng vòng khu đây là không có nhà cửa là luôn á sư. Dạ. Tại đây là đường đồi núi mà. À con đi tới đâu có cái nhà hoang của ai bỏ hay là nghĩa địa thì con ở. Là sư thường là sư hay tá túc ở trong nghĩa địa nhà quen á. À dạ. Dạ. Con tới cái chỗ nào mà hoặc là người nhà dân cũng được, nhưng mà họ cho cái chỗ mình ngồi nghỉ thì mình ngồi nghỉ. Dạ. Xin họ giúp cho. Dạ. Chứ mình thì đi trên đường cũng chả tài giỏi gì được, cũng dạ. Phải nhờ dân với lại mọi người họ giúp đỡ. Dạ. Thì mình mới học tập được. Dạ. Chứ nói chung là cũng như cây rừng người nương tựa mà sống. Dạ. Dạ rồi học tập cái đạo đức cho mình. Giờ cũng không biết như thế nào nữa, nhưng mà mình học cái đạo đức với lại được chỗ nào thì tốt đẹp chỗ đấy. Dạ. Nhưng mình cũng không biết như thế nào là đúng là sai, nhưng mà cố gắng. Dạ. Lúc nào cũng cố gắng. Dạ. Cái duyên như thế thì mình cũng vui vẻ. Dạ. Vậy là cứ mỗi khi á mà khu vực ở ngoài đây á sư đi khất thực vậy á, rồi người dân có làm khó hay là sao với sư không? À không, họ bố thí cái bánh cũng no rồi. Hay dạ. Là cái, những cái thứ mì gói hay là nước hay là cơm có khi cũng có. Dạ. Có vừa có cơm có vừa không có. Bây giờ là cái đường đi của sư đó là từ ở đây sư đi ra tới Lạng Sơn ngoài luôn. Dạ. Sư không có dùng tiền. Không dùng tiền dạ. Sư chỉ dùng đồ ăn thôi.
buổi sớm thì có thi được, buổi chiều thì cũng không nhận đấy. À, sư ăn một ngày một cử thôi. Buổi sớm mà gặp thì bố thí cho cái gì đó thì có thể dùng được, cái chiều là không lấy. Dạ. Nhưng mà buổi chiều mình lấy để dành ngày mai được mà sư? À, đâu được. Không được luôn. Dạ, cách đồ ăn qua đây không được. À, là phải giờ ngày mai thì ai có duyên thì giao duyên cho mình ngày đó. À, vâng, hữu duyên thì mới cho được. Dạ. À, vâng. Nói chung cái này cô cháu anh gặp sư là cũng có duyên với sư rồi. Thấy sư đi bộ từ trên, thấy sư mặc cái áo cà sa vậy nè. À, con từ đây đi từ Nha Trang lên. À, trời ơi, sư đi từ Nha Trang lên. À, con đi lên đi chắc gần 20 ngày rồi. Ồ, là sư đi bộ vậy không luôn á? Ờ, hôm bữa đi có một đại đức nữa. Dạ. Đại đức Pháp Quý đấy, đi nữa. Nhưng mà ngày đấy đi đến Đắk Nông là ngày về rồi. Dạ. Đi xe về làm cái trú sứ ở ngoài Bắc Giang á. Dạ. Ừ, có cái công việc để giúp cho cha mẹ ở ngoài đấy. Dạ. Là ngài phải lên xe đi trước, còn dạ, con thì cứ dần dần con tới ngoài đấy. Dạ. Vâng, nhưng mà tới ngoài đấy thì cũng chờ chờ cho nó qua mùa đông đó. Dạ. Rồi lên ra chứ ngoài đấy chuẩn bị mưa đấy. Con không thương gì sư lấy cái những cái tấm vải như này nè. À, ở trong nghĩa địa rồi sư giặt ở đâu được là sư mai theo đó hả sư? Dạ dạ, con ra suối con giặt. Dạ. Ừ, hay là vào chỗ cây xăng, cái chỗ mà dạ, là mình xin mình giặt xong rồi mình bay lên mình bắt hết. Sư sư hết sức luôn. Dạ dạ. Dạ sư đi quanh năm suốt tháng vậy là nếu mà đi tính ra từ cái hướng đi của sư á, ra tới mà Lào Cai Lạng Sơn rồi đó là khoảng không biết bao lâu mà tới luôn. À, vâng, ngày kia con đi Lào Cai một lần rồi, đi 10 tháng. 10 tháng. Dạ. 10 tháng đi bộ hả sư? Ờ dạ. Trời ơi. Ờ đây con mới đi lần 2. Dạ. À, một lần lần 3 rồi, lần 2 con đi Quảng Ninh. Dạ. Ra Quảng Ninh thì Covid không đi được. Dạ. Vừa đây thì con nói chung là phải tập bộ hành để rèn luyện sức khỏe. Dạ. Như kiểu mà người thường đấy, họ đi bộ marathon đó, có sức khỏe. Dạ. Thì mới học tập được. Dạ. Rèn luyện cho cái thân nên có cái sức khỏe mạnh. Dạ. Vững chắc thì mới được, chứ mà không yếu. Dạ. Vâng. Dạ, dạ bây giờ sư là đi hướng từ Gia Lai lên Kon Tum hay là hướng từ Gia Lai đi xuống dưới Quy Nhơn luôn sư? À dạ, chắc con đi cũng không biết được, cứ đi trên đường nhưng mà biển sau cứ tới được ngoài Lạng Sơn là được. Dạ. Không biết đường nào. Dạ. Bộ hành nhưng mà cũng không biết là đi bao lâu nó tới. Dạ. Tại vì mình đi bộ hành như thế này suốt ngày đó, khi nào nó tới thì do duyên đó. Dạ. Dạ, mà nhưng mà vậy đi tới đó. Dạ. Vâng. Cứ tới tới buổi sáng như là tới đâu là sư khắc thực ở đó thôi. Dạ dạ. Dùng bữa một ngày đó rồi xong rồi lại đi tiếp. Vâng. Rồi như thí dụ như tụi con mà có gửi sư nước uống rồi được không sư? À buổi chiều thì nước lọc được. À là nước, nhưng mà, nước lọc được ha. Nhưng mà bữa nay có một chai rồi. À. Nhưng mà sư cứ nhận thêm. Dạ, cầm thêm đi nó nặng. Nặng. Nó nặng. Có một chai rồi, nhiều khi cầm cái chai có nước rồi sư bự không để con mua cái chai. À chai bự rồi, hồi nãy anh kia cho ba chai mà con chỉ lấy một chai thôi. Dạ. Bỏ lại hai chai ở bên đường cho ai người ta uống chứ mang đi nặng lắm. Dạ. Vậy mình vừa đi là mình vừa tụng kinh hay niệm kinh trong lòng hay sao sư? À dạ, mình đi gọi là để mà cái chánh niệm. Dạ. Tập cái chánh niệm cho nó tỉnh táo. Dạ. Đừng có mê mờ nữa là được. Dạ. Mình đi trên bước chân để mình luôn luôn để cho mình thức đó mà. Dạ. Đạt cái sự thức tỉnh với lại cái sức khỏe. Dạ. Với lại để cho nó sau này để mình chủ yếu là cái đạo đức. Dạ. Cái đạo đức ăn mặc như thế này thì cũng không có buồn khổ nữa. Nó hôi. Dạ. Nó hôi với lại nó bẩn với lại nhiều khi cũng có nhiều cái trở ngại nữa, mưa gió rồi mình cũng không mình vượt qua. Dạ. Chỉ học tập như thế thôi là được. Nói chung là mình phải vượt qua mọi thứ đó sư ha. Dạ dạ. Dạ. Đi trên đường thì nó khổ đủ điều á. Dạ. Ở chùa thì nó là thoải mái. Dạ. Nó đầy đủ, có cái tiện nghi, có cái điều kiện. Nhưng mà đi trên này rồi là giống như mà không có cái gì ra đường nhé. Rồi là đêm đến rồi muối. Dạ. Rồi rắn nữa. Dạ. Muối rồi rắn nữa. Rồi có nhiều chỗ họ không cho nữa. Dạ. Họ đuổi nữa. Tại vì đi trên này là họ nói sư giả. Kêu thế lừa đảo rồi kêu họ chửi cho đó. Dạ. Không phải tại vậy vì đâu. Mỗi người đó là một cách suy nghĩ sư quan. Dạ, trọng dạ. Là
mình đối với sư con nhìn vô thấy sư là cái một cái gì đó khác biệt chứ là những người khác. Nhưng mà con nghĩ chắc cú là sư hoặc là sư tu thiệt chứ không phải ai mà đi rảnh đâu mà làm cái chuyện như vậy. Dạ. Tại vì người ta suy nghĩ không có tới hết sư. Tại vì bây giờ thật giả giả thật thật mà, vâng. Mà mình cứ suy nghĩ theo cái chiều hướng tích cực đi, đừng suy nghĩ tiêu cực là được. Dạ, nhưng mà như thế nhưng mà mình vẫn tiếp tục mình đi mình học tập cái hỏi. Cái đấy là cái nhân quả thôi, cái duyên mình chịu như thế. Bữa nay giống như là con đủ căn duyên hay sao để gặp được sư. Gặp được sư quá quý luôn á. Cảm ơn anh nhé sư. Thiệt chứ, cho sư cho con nắm tay sư đó nha. Chúc sư thật là nhiều sức khỏe. Tính tụi con cũng tính gửi biếu sư một ít, nhưng mà sư nói là nay là buổi chiều rồi sư không có nhận quà nữa. Tiền sư có nhưng sư không nhận luôn. Giờ nước thì sư có một chai rồi, mời nước sư mà sư có một chai. Tối ăn sao? Ngày mai chúng ta vào thị trấn Bắc Liêm thì khắc phục được. Có biết sao sư theo tu theo kiểu là Nam Tông mình á, là ăn đúng giờ ngọ, ăn một ngày thử là thử từ 12 giờ trưa đó ngược lại thôi. Dạ. Giờ 12 giờ trưa tới rồi, giờ chiều tối là không ăn nữa, chỉ uống nước thôi. Thì uống nước suối thôi. Dạ. Bên đường nhà đó khi đánh mưa đá tá túc đã xong rồi, chờ tá túc xong rồi mình hết mưa rồi mình đi. Dạ còn không thì mình có cái chòi hay là cái liều của ai thì vô để chú đỡ, ở chỗ nào mà thuận lợi thì mình ở đó, hết mùa mưa hết mưa rồi mình đi. Dạ. Nắng thì mình đi, dài thì mình vừa đi mưa. Mình sống giờ không còn cái gì nữa. Mà chẳng hạn như giờ con nói đi Lạng Sơn cũng đâu phải đi để mà tới đó làm gì đâu. Ngày nào tới thì nó tới, chứ mình cũng không phải vội vã đi tới đó. Cứ bình thản, chẳng hạn như sang bên Đắk Lắk thì con lại vòng vòng đâu này, con ở đó hết mùa mưa rồi con mới đi Gia Lai con tung biến. Con hỏi chứ nếu mà ở nhà sư được mấy anh em? Bốn anh em hả? Dạ. Ông bà còn hết luôn hả sư? Ông bà còn. Như mà từ ngày sư đi vậy ông bà biết không? Xin đi chứ. Xin đi hả? Xin ông bà đi, nhưng mà nhiều khi cũng định về nói là thăm ông bà, nhưng mà thôi, mong cho họ sống hạnh phúc là được rồi. Dạ. Tại vì giờ con đi trên đường như thế này, gặp cô đây hay anh đây cũng người thân của con là được. Dạ. Cũng giống như là ông bà cha mẹ của mình cả. Dạ. Mình sống như thế này vui vẻ chứ cũng không phải nhất thiết là phải đó là ông bà cha mẹ mình nữa. Thì rồi mình sống rồi để chủ yếu là mình học cái lời Phật dạy. Cho nó tốt đẹp là được. Chứ còn những cái kia chạy về để lại ái luyến đấy, để buồn phiền não trong. Mình chưa giúp được cho mình nên là mình cũng không giúp được cho họ. Nhưng mà mình đi như thế này mình chủ yếu là cái đạo đức của mình học tập để cho càng ngày càng tốt đẹp là được. Mình vừa tốt đẹp mà mình vừa tự giải thoát cho tâm sát của mình luôn hả sư ha. Cái sự giải thoát thì con cũng chưa dám chắc đâu, nhưng mà trước mắt á, là mình bòn mót cái đạo đức, cái công đức cho mình là tốt đẹp nhất. Chuyên làm thiện cứ từng nữa thôi, chứ còn hướng tới cái sự giải thoát thì nghe đấy khó khăn lắm, không phải dễ gì ai giải thoát được đâu. Phải đủ nhân duyên chín mùi đó rồi khi đó mới được, cái đùng cái mình đầy rẫy nghiệp nặng nề thì không dễ gì thoát ra được. Phải tập bòn nhiều đó, bòn rất là các anh cũng thế, về chuyên làm điều thiện, công đức cho nhiều rồi thì hắn có nhiều lên đấy, để đến khi mình thoát được. Chứ giờ mình chưa có mình thoát không được. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn sư nhiều lắm ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc sư thượng độ bình an nhân sư nha. Con cũng mong cho mọi người sống được hạnh phúc vui vẻ. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn sư. Cái gió mà đi chỗ đó cũng thật, cũng một cái nỡ lần.